cô của mẹ dạo này mặn thiệt. Đời mà con, con thì khác, còn với mẹ là tuyệt nhiên. Sẽ không bao giờ phung phí cái quỹ thời gian tẻ nhạt của mẹ còn lại. Con tới đây là không phải nói những chuyện này. Có phải là bác đang vừa tới tìm mẹ không? Hay vậy, nắm tin tức dữ nha. Mẹ có biết là mẹ vừa gây ra chuyện lớn không vậy? Chuyện gì? Bác đang bị đột quỵ đó. Chết chưa? Mẹ nói chuyện kiểu gì vậy? Nếu như mà ông ta chết thì mẹ đi sắm một cái váy thật là đẹp, màu đen, đi đám tang. Hay là mẹ giả vờ qua bên đó mèo khóc chuột. Con muốn làm sao? Mẹ không thấy mẹ nói vậy rất là quá đáng hả? Con tưởng là mẹ phải cảm thấy thương xót hay là áy náy lắm chứ. Con mà báo sớm á thì mẹ sẽ mua rượu champagne hai mẹ con mình khui ra uống chúc mừng. Con không nhớ là gia đình đó đối xử với con tệ như thế nào sao? Hay là bây giờ con muốn mẹ phải qua bên đó giúp con mụ què đó thay quần áo đổ bô cho ông ta thì con mới chấp nhận được à? Mẹ à, khi mà còn là vợ chồng, anh Khang chưa hề chửi đánh con. Con ly hôn là do tự nguyện, không hề có oán hận gì. Mẹ cứ sống trong hận thù chua chát cho cuộc đời như vậy, mẹ không thấy mệt hả? Mệt mỏi cái gì chứ? Một người mà luôn tươi cười với cuộc đời như con thì cuộc đời này cười lại với con được bao nhiêu hả? Hay là thi thoảng cuộc đời này á vui ném cho con vài cục đá. Con đừng có cứng đầu mà đi chăm sóc cho ông ta, phiền thêm thôi. Việc phân công con như thế nào, con sẽ làm đúng chức trách của mình. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Mẹ làm thì con chịu, đó là lẽ thường thôi mà. Mẹ làm cái gì? Ông ta là kẻ phụ bạc gây ra thì ông ta phải chấp nhận số phận như vậy thôi. Thôi được rồi, con chịu thua mẹ rồi đó. Con không thể nói chuyện với mẹ được nữa. Con về xem bác Đăng như thế nào. Con đừng có cứng đầu. Cái gia đình đó không có coi trọng mình thì bỏ đi, tìm mối khác vừa vặn hơn, tránh xa cái nhà đó ra. Con bị mang tiếng là kẻ đu bám nữa, hiểu chưa? Con chào mẹ. Cho tôi gửi tiền nè. Dạ. Hôm nào tôi mệt mỏi tôi gọi điện qua đây massage cho tôi nhé. Em cảm ơn chị, có gì alo em. Cảm ơn. Anh làm xong thủ tục rồi. Em cũng vừa từ phòng bố của anh ra. Hiện tại thì bác đang được trợ thở và giữ nằm yên để được cố định não bộ. Chắc là ông ấy gặp phải cú sốc gì nên mới vậy. Hy vọng là sớm bình phục. Chắc là cú sốc này có liên quan tới mẹ em. Anh cũng đoán vậy. Nhưng bây giờ cũng chẳng dám trách ai cả. Có trách thì trách bố anh đã quá nặng tình với mẹ em. Quá khứ đau thương thì mình nên khép lại. Bây giờ có khơi lại á thì cũng không giúp ích được gì hết. À, có việc này có vẻ hơi quá, nhưng em có thể chăm sóc riêng cho bố được không? Hiện tại anh chỉ tin mỗi em thôi. Anh yên tâm, em và một điều dưỡng nữa sẽ chăm sóc ở phòng bố của anh. Được vậy thì tốt quá, anh cảm ơn. Thôi anh cứ về nhà đi, mai lại vào. Anh tính ở lại xem có giúp được gì em không? Anh có ở lại cũng không giúp thêm được gì đâu. Anh cứ về đi, có gì em sẽ liên lạc với anh. Vậy anh về nhá. Em làm việc đi. Anh về nhé. Cảm ơn.
có chuyện gì mà hẹn sớm vậy nhỉ? Trong tất cả những người đàn ông mà em đã quen, anh là người em yêu và hận nhất. Giờ thì ân oán tình thù giữa chúng ta xin dừng lại. Em sẽ không bao giờ đi tìm anh nữa. Ráng sống nha. Alo anh hả? Anh đang ở đâu vậy? Hẹn em tới mà không thấy anh đâu hết trơn. Em cứ hít thở không khí trong lành, tận hưởng khung cảnh đi. Em thấy nhẹ nhõm hơn không? Sắp tới sinh nhật em rồi, anh tặng em. Em sắp quên sinh nhật em luôn rồi đó. Nhưng mà còn mấy ngày nữa đợt mà. Em có nhớ hồi xưa mẹ em hay quên sinh nhật của em á. Anh thì muốn làm em vui, nên anh hay tích cóp đồ kẹp tóc, viên bi nè, con dế cỏ nè, nói chung là mấy thứ linh tinh. Và dần dần anh tặng em trước cả tháng để em vui. Anh hoàn cho em đi. Anh này làm em sắp khóc rồi đó. Bắt đền anh đó. Sao anh ngậm ngừng vậy? Đôi khi anh thấy anh nhút nhát đến tội nghiệp luôn á. Anh có biết bao nhiêu điều muốn nói với em. Anh nói đi. Anh em xin lỗi. Alo, tôi nghe đây. À, tôi biết rồi, tôi về liền. Bố của anh Khang bị đột quỵ, em và một y tá nữa được phân công chăm sóc ông ấy. Bây giờ ở viện hơi nhiều việc, chắc là em phải chạy về luôn. Đó là nhiệm vụ, cũng là công việc cần thiết. Em làm gì thì làm á, nhớ giữ sức khỏe em nhé. Em biết rồi, đừng có nhắc mỗi em. Anh cũng vậy nha, em đi đây.
Bố thấy khỏe hơn không ạ? Nhờ cô bé Linh và đồng nghiệp chăm sóc bố rất là cẩn thận, bố thấy khỏe hơn rất là nhiều. Bố cứ nghĩ nếu mình làm liệt giường thì chết cũng sớm hơn. Bố đừng có nói cơ, bố phải lạc quan lên chứ. Khang à, con còn trẻ, con có tương lai phía trước. Con đừng bao giờ sống giống như bố nha. Con phải có cuộc đời khác. Đừng để tới khi tuổi bố như bây giờ hối hận thì đã muộn rồi. Bố yên tâm, con sẽ không như vậy đâu ạ. Cô bé Linh đó, nó là một đứa con gái tốt. Trước đây á, bố đã từng tác hợp cho hai con. Chỉ mong là con tốt với vợ con, coi như là bù đắp cho nó. Vì cuộc đời của nó quá nhiều thiệt thòi rồi. Dù nghĩ nó sinh ra là không phải lỗi của nó. Con đã sai nhiều rồi. Nhưng mà người ta cũng phải mở lòng để cho mình có cơ hội chuộc lỗi chứ. Khó lắm con ơi. Con bé đã bị tổn thương nhiều lắm rồi. Mà nó là một đứa con gái mạnh mẽ, cá tính. Tiền bạc hay là những lời hứa suông cũng không thuyết phục được nó đâu. Con biết mà. Trước đây con vẫn thường hay dối lòng, cố tình tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm tới Linh. Nhưng càng làm vậy, con càng nhận ra là mình thật sự yêu thương Linh và trân quý cô ấy. Cuộc đời này á, tranh giành cho nhiều vô rồi cuối cùng cũng không làm được gì cả. Điều cần thiết á, là khi về già cần có một người tri kỷ ở bên cạnh mình đó con à. Mẹ cũng rất cần bố đấy. Khang nè, con trách bố nhiều lắm phải không? Bố xin lỗi. Không hiểu vì sao thời gian gần đây trong đầu bố nó cứ hiện toàn là những hình ảnh xưa cũ về. Nó giống như một cuốn phim quay chậm. Không phải cuộc hôn nhân nào cũng là địa ngục. Không phải lúc mà bố mới cưới mẹ con, bà ấy chanh chua hoa ngoắt, mà là tại bố. Bố đã làm cho bà ấy trở thành con người như vậy mà. Bố, mẹ đáng thương hơn đáng trách. Bố nằm đi mà nghĩ tới cảnh bà ấy bất tiện và khổ sở như thế nào. Trong thâm tâm bố, bố chính là người làm cho bà trở nên khuyết tật cả về thể xác và tâm hồn. Nên bây giờ bố cảm thấy tội lỗi và khó khăn khi đối diện với bà ấy con à. Bố à, bố đừng suy nghĩ vậy nữa. Có yêu mới có hận. Tất cả những việc mẹ làm là chỉ mong bố quan tâm, chú ý đến mẹ hơn thôi. Con sợ mẹ lo lắng cho nên chưa nói về tình trạng của bố bây giờ. Chắc là mẹ cũng đoán được phần nào thôi. Nếu bây giờ bố cảm thấy mà chưa đối diện được, bố có thể gọi điện. Thôi, bố nghỉ ngơi đi.
con đi gặp Linh một chút. Hôm nay bố đỡ hơn nhiều rồi. Bây giờ giọng nói không còn bị méo mó nữa. Chân của bố anh cũng đang dần hồi phục, có thể đi lại rồi. Nhưng mà tay phải còn hơi yếu. Tính ra ông trời vẫn còn thương ông ấy. Mặc dù là ở trong hoàn cảnh mẹ của mấy hôm, nhưng anh thấy bố thay đổi nhiều rồi. À, hôm nay xong việc đi ăn cùng nhé. Chắc là em không đi với anh được rồi. Với lại chúng ta nên giữ khoảng cách. Em với anh cũng đã ly hôn với nhau chính thức được một thời gian rồi. Chúng ta không có bất cứ ràng buộc gì để phải ngồi xuống nói chuyện với nhau hết. Anh thật sự muốn em cho anh cơ hội để ở bên bù đắp lại cho em. Những tổn thương mà anh gây ra cho em, nó giống như là vết thương đã liền sẹo vậy, mãi mãi không thể xóa nhòa. Anh tính làm gì để bù đắp cho em? Em à, chuyện của ba anh không cần phải lo đâu. Em sẽ chăm sóc tốt cho bác. Em đi trước. Bố cứ nghỉ ngơi đi ạ. Khi nào đến giờ ăn, cô Su sẽ đánh thức. Ừ. Bố ổn mà. Con yên tâm đi làm việc đi. Con xin phép. Khang nè. Con buồn bố nhiều lắm phải không? Con không dám. Con chỉ mong từ giờ về sau, bố làm việc gì cũng nên nghĩ cho mẹ một chút. Đối với mẹ, bố quan trọng như thế nào, bố biết mà. Con chào bố. Con, nói cho mẹ biết đi, bố con ra sao rồi? Con cũng không giấu mẹ nữa. Bữa giờ là bố nằm viện đấy. Có phải vì con đàn bà đó không nên ông ấy mới ra nông nỗi đó? Mẹ à, mẹ đã nghe câu không ai có thể làm tổn thương mình nếu mình không cho phép chưa? Càng để tâm thì càng bận tâm. Đằng nào thì chuyện đã qua rồi. Mẹ đừng căng thẳng nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Mẹ biết ngay mà. Mẹ đã cảnh báo mà ông ấy không chịu nghe. Mẹ à, dạo này bố suy nghĩ rất nhiều về những sai lầm đã qua. Hiện tại bố cũng không đủ dũng cảm để đối diện với mẹ đâu. Thật lòng con rất mong mẹ cho ông ấy một cơ hội. Đừng nói gì bố nữa. Thứ nhất, bây giờ sức khỏe của bố cũng không tốt, không chịu được đâu. Thứ hai, phương pháp này thật sự không hiệu quả mà. Con ra gọi Quân và ăn cơm đi, cô Su nấu cơm rồi đấy. Bây giờ con phải về trụ sở ngay, chiều nay có cuộc họp quan trọng. Con đi nhé. Cậu Khang ở lại ăn cơm. Dạ, chiều nay con có cuộc họp quan trọng, con phải về luôn. Có gì cô chăm bố giúp cháu nhé. Gì lạ thế? Khỏe đi tung tăng.
Thân tàn ma dại thì ăn hại vợ con không có cái lẽ đâu. Cô chăm mẹ thôi. Con biết là cô Su bức xúc thay cho mẹ, nhưng bây giờ công việc của con lu bu lắm. Kìa. Thôi, nói thì nói thế, ai nỡ. Cứ yên tâm đi làm đi. Dạ, con cảm ơn cô Su nhé. Con đi mẹ nhé. Mẹ giữ sức khỏe. Con chào cô. Không tưởng được. Ờ kìa, đây có phải bữa ăn đầu tiên mà nó không ở lại ăn đâu. Ờ, em có tức cậu Khang đâu. Thương còn chẳng hết đi chứ. Bực như kia kìa. Khổ thân, bố cả mẹ đều què. Em nhỡ lời. Bà, em đưa bà lên nhá. Bà không đuổi thì bà cũng phải mắng cho một trận tưng bừng ấy, cho nó hả giận nhá. Cô chưa có gia đình, có lẽ cô chưa hiểu hết được đâu. Thấy ông ấy về, tôi vui là đằng khác. Hơ, em vui. Em vui cực. Đáng đời, bà nhờ. Không phải ý đó, mà tôi nói là ông ấy quay trở về. Bạn già sống với nhau đến cuối cuộc đời. Vui kiểu đấy. Em từ chối hiểu. Tự dưng nghĩ tới chuyện của bà, tôi thấy mừng thay cho bà. Từ bây giờ bà không còn phải chịu trách nhiệm chăm sóc cựu bố chồng nữa. Bà có thể toàn tâm, toàn ý trao trọn con tim cho anh kia rồi. Chuyện của tôi mà làm gì bà sốt sắng dữ vậy? Vì tôi không muốn bà bỏ phí một người như anh Kiên. Anh quá tốt đi. Nói chung bây giờ bà tới lẹ. Thời buổi bây giờ nha, phụ nữ tấn công thì đàn ông đừng hòng phòng thủ. Vậy lại rồi, của bà. Là trời, đốt hương bụi cũng lên á. Alo, em nghe đây. Tối nay anh không phải trực. Anh có 2 vé xem biểu diễn ca nhạc. Linh đi với anh nhé. Linh đi đó anh ơi, tối anh qua đón Linh sớm nha. Khi nào thì anh qua đón em? 7 giờ anh qua đón em. Dạ. Hẹn gặp anh nha. Chào em. Xuất sắc. Bà đó. Gì? Ta đang nói chuyện. Mày làm cái gì vậy? Mày đặt ngại đồ ơi. Nè, bây giờ bà không có bị ràng buộc cái gì hết. Tối nay lên đồ cho tôi cho ông Kiều ông lát mắt luôn. Đẹp quá. Em biết là em đẹp mà. Nhưng mà anh không cần nhìn em dữ vậy đâu. Em ngại sao mà dám leo lên xe được. Ý anh là vậy em đẹp á. Chứ em thì bình thường à. Em à, từ đây tới nhà hát phải mất cả 100 cây số đó. Cái gì? À không, nửa vòng trái đất rồi. Lúc đó anh đi cùng em suốt cả một đời mới tới. Anh này đẹp không em? Đẹp. Buổi diễn ngày hôm nay hay ha. Anh cũng không biết nữa. Ừ. Chứ anh nãy giờ anh coi cái gì trọng? Tại anh cứ mãi nhìn em á. Thôi em đợi đây đi, anh đi lấy xe nha. Dạ. Em thấy hay không? Hay. Anh sẽ đưa em đi nhiều hơn nhé. Em thích lắm á. Ủa Linh, mẹ không nghĩ là gặp con ở đây đó. Chào cô Linh. Nè anh, Linh bây giờ đâu phải còn vợ của phó giám đốc sở xây dựng của một tỉnh đâu. Cho nên anh không cần phải xưng hô như ngày xưa nữa. Thôi, em và con nói chuyện nhé. Anh ra lấy xe. Chờ em nha.
Nè, sao mày lại quen với ông An Hưng? Ông An Hưng có vợ có con rồi đó. Thì sao? Gu của mẹ vậy đó. Mẹ biết mối quan hệ này là không được mà. Dây dưa mấy loại đàn ông đó phức tạp lắm. Con bị gì á? Chưa sáng mắt rồi nữa hả? Sao ngu dại hoài vậy con? Hả? Linh, sao em chưa xuống nữa? À, con chào cô. Chào con. Hai đứa vẫn chơi thân với nhau hả? Chơi lâu lắm luôn rồi đó. Cho nên á, cô dặn con nè, phải bảo ban bạn. Chứ nó ngốc nghếch lắm con à. Phải tìm mối nào đó giàu có để nương nhờ, chứ không là khổ chết luôn á. Nghe không con? Dạ cô. Mẹ đi trước nha. Dạ. Con chào cô. Thiệt là ngại quá. Tự nhiên mẹ em lại nói với anh mấy chuyện này. Em đừng có bận tâm. À, anh biết nhiều chỗ ăn đêm ngon lắm á. Anh chở em đi nha. Sao? Điều gì làm em không vui vậy? Thì con Linh nhà em đó, có một mình nó là đứa con gái duy nhất thôi. Vậy á, mà hết lần này đến lần khác nó làm phiền quá. Thật là ngu ngơ ngốc nghếch gì đâu, tức ơi tức. Thôi, cũng tiếc là cái Linh nhà mình không giữ được hôn nhân với cả sếp Khang. Vì gia đình bên đó cũng là gia đình danh giá. Danh giá ăn khỉ gì không biết. Thôi dẹp nó qua một bên đi, đừng nhắc nó nữa. Thôi, đừng buồn nữa mà. Vui lên nào. Cười lên. Không. Cười lên. Điều gì làm người đẹp của anh sẽ vui lên đây? Thì anh nghĩ ra đi. Nào, nhắm mắt lại đi. Gì vậy? Nhắm mắt lại. Mà anh chi vậy? Bí mật. Không được thì hì đâu nha. Nhanh lên nào. Bình tĩnh. Cái gì mà hồi hộp quá vậy? Đẹp quá vậy? Người đẹp luôn luôn phải có quà. Cảm ơn anh. Nào, vui chưa nào? Nào, vui lên. Đợi anh một chút. Gì? Anh đang tiếp đối tác. Đi về nhá. Em bây giờ là đối tác của anh luôn đó hả? Nói thế. Cả nhà có một chút việc thôi mà. Đang vui. Anh xin lỗi. Sao? Xin lỗi gì? Xin lỗi được chưa? Thôi được rồi. Sáng tuần anh sẽ book lịch. Đi công tác một tuần. Anh sẽ đến nhà em, phục vụ em. Nhớ. Cái gì? Ở nhà em suốt ngày nhìn mặt nhau đâm ra chán chết luôn á. Anh biết ý em rồi. Vậy em chọn resort đi. Anh cho nhân viên set up. Ý em là ý chúa. Ok. Nào. Dạ. Yeah. Ai thế? Kìa chị. Chị là ai vậy? Sao vào nhà tôi mà? Tôi là vợ của anh Hưng. À, mời chị ngồi. Khỏi, tôi nói nhanh rồi về. Cô ấy, đừng có lén phén cặp kè với chồng tôi nữa. Không thì con này tung hê hết ảnh lên thì khỏi phải ra đường nghe chưa? Ô vậy hả? Vậy thì chị nhớ tung cái hình nào mà của ảnh á, rõ rõ cận mặt ảnh. Càng to càng tốt nghe chị. Đang trêu người đấy à? Không, nói cho chị biết nè, doanh nghiệp á, thì không có ảnh hưởng bằng chính trị. Nhưng mà điều tiếng sau này về mặt kinh doanh là kinh khủng lắm, tan nát hết đó chị ơi. Còn tôi á, thì chị biết làm sao không? Thích scandal, cho nổi tiếng hơn. Đừng có hù dọa.
con này ít hù dọa lắm. Đừng có nghĩ là con này không tung lên thì được sống yên ổn, nghe chưa? Chị nói xong chưa? Xin mời về cho. Khuya quá rồi, tôi phải nghỉ ngơi sớm để cho sắc đẹp tôi không có lụi tàn, hiểu không? Phải dưỡng nhan sắc chứ, xin mời nghe. Anh Hưng á, anh thích phụ nữ đẹp lắm đó. Thế thì cứ chăm cái nhan sắc cho kỹ vào. Đây mới chỉ là lần gặp mặt đầu tiên thôi. Nhớ mặt con này cho rõ vào nhá. Chẳng phải mơ, chẳng thể tiếc nuối, chẳng thể đau đớn, chẳng thể nào níu tay anh ở lại. Mùa hoa năm ấy, anh chờ em góc phố xưa, lời nói đó, vòng tay đó. Trong ánh mắt quen, từng ký ức cứ thế chẳng thể nào quên. Dù em trong giấc mơ, dù em trong lãng sâu, để em được nhớ về chiếc con vội vã. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.